Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc, trục ra là trục vuông gốc, công suất là 1,1 kW, 1,5 HP, 1,5 ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Điện áp sử dụng là 1 pha 220V, được lắp với hộp giảm tốc NMRV size 75. Đây là phần trục ra. Trục ra hiện tại đang là trục dương. Đường kính trục ra dương là 28mm. Chốt ca vét sẽ là 8mm. Ở ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng trục âm. Đây là trục âm. Đường kính trục ra âm là 28mm. Rãnh ca vét 8mm. Ngoài ra thì khi quý khách cần lắp đặt thêm phanh từ và motor thì cũng có thể làm được nha. Đây chúng ta sẽ lắp phần phanh từ thắng từ vào phía sau đuôi motor này. Thì khi lắp xong hoàn chỉnh thì cái chiều dài của motor nó sẽ dài hơn một xíu nha. Ở tí số truyền thì có thể lựa chọn giảm từ 1/5 đến 1/100. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng.